bốn loại tụ đè và bốn loại tủ ngâm. Thì ở đây những cái loại thông dụng nhất có tại trong kho thì là 300 microfarad, 300 mi, hay còn gọi là 300 microfarad tụ đè để khởi động, 150 mi, và lại 100 microfarad. Còn sau đây là bốn loại tủ ngâm thì chúng ta cũng đi từ công suất là đi từ cái đoạn điện dung lớn nhất nhé. Tủ ngâm này, hay còn gọi là tủ ngậm này, 60 microfarad. Microfarad và 20 microfarad. Thì khi mà giao hàng với khách thì cái này nó mới tinh nhé, cái này thì hàng bày nó hơi chảy xước một xíu. 20 microfarad. Đấy thì khi mà giao hàng thực tế thì thường thường sẽ lấy những cái mẫu mà nó mới tinh ở trong các cái thùng này.